Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại, hệ thống lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Mời các em lấy tập, lấy sách và đồng thời cũng lấy tập mà bản đồ ra. À, các em lắng nghe cái phần nội dung ôn tập của cô, các em ghi chép lại để chúng ta làm bài à, đạt kết quả tốt các em nhé. Về nội dung kiến thức của bài kiểm tra, À, trong những tuần qua chúng ta đã học qua phần địa lý dân cư và phần địa lý kinh tế. Với phần địa lý dân cư từ bài 1 đến bài 5 các em đã làm bài kiểm tra thường xuyên lần thứ nhất rồi nên cô sẽ đặt trọng tâm của bài kiểm tra giữa học kỳ vào nội dung địa lý kinh tế với phần nội dung địa lý kinh tế các em cần nắm được cái cơ cấu kinh tế của nước ta bao gồm ba khu vực khu vực thứ nhất đó là khu vực nông lâm ngư nghiệp bao gồm ba nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp khu vực thứ hai gồm hai nhóm ngành đó là nhóm ngành công nghiệp xây dựng và khu vực 3 bao gồm các cái hoạt động dịch vụ chúng ta sẽ lần lượt ôn tập từng khu vực một với khu vực 1, khu vực gồm 3 ngành, đó là ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Với ngành nông nghiệp, các em cần phải nắm được cơ, cơ cấu của ngành nông nghiệp bao gồm hai nhóm ngành, đó là ngành nhóm ngành trồng trọt và nhóm ngành chăn nuôi. Trong nhóm ngành trồng trọt được phân chia ra làm ba nhóm cây trồng, đó là nhóm cây lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Trong cái nhóm cây công nghiệp thì gồm có những cái cây công nghiệp hàng năm và những cây công nghiệp lâu năm. Cây công nghiệp lâu năm là cây công nghiệp dài ngày đó các em, gồm cà phê, cao su, điều, dừa, vân vân. Còn cao còn công nghiệp hàng năm đó chính là những loại cây công nghiệp ngắn ngày như là mía, thuốc lá, lạc, vân vân đến nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành chăn nuôi bao gồm chăn nuôi gia súc và gia cầm ở phần nông nghiệp các em cần phải nắm rõ cho cô các nhóm cây trồng và vật nuôi được phân bố tập trung nhiều nhất là ở những vùng nào vùng trung du hay là vùng đồng bằng hay là vùng núi vân vân chúng ta qua đến ngành thứ hai đó là ngành lâm nghiệp ở ngành lâm nghiệp em cần phải nắm được cho cô vai trò của rừng đối với đời sống sinh hoạt của con người và cơ cấu của ngành này bao gồm 3 loại rừng đó là rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Như vậy mỗi một loại rừng nó có công dụng như thế nào và các loại rừng này được phân bố ở những cái miền địa hình nào? đồng bằng trung du hay miền núi, các em cần phải nắm được cho cô cái nơi phân bố của các cái ngành nông nghiệp, lâm nghiệp. Tương tự như vậy, em cũng sẽ tìm hiểu và nắm kỹ cho cô cái ngành thứ ba đó là ngành ngư nghiệp, hay chúng ta còn gọi là ngành thủy sản. Ở cái ngành này, các em cần nắm rõ cho cô là nước ta có những cái điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thủy sản bên cạnh những cái thuận lợi đó thì ngành thủy sản gặp những cái khó khăn gì trong quá trình sản xuất cũng như phát triển ngành thủy sản và cơ cấu của ngành này gồm có khai thác và nuôi trồng. Vậy nước ta những tỉnh nào là tỉnh phát triển ngành khai thác và ngành nuôi trồng thủy sản mạnh, kem em cần phải nắm rõ cho cô ở ba cái nội dung này thuộc khu vực 1. Bây giờ chúng ta qua đến khu vực 2. Khu vực 2 là công nghiệp xây dựng, cô sẽ xoáy mạnh vào ngành công nghiệp. Với ngành công nghiệp thì em cần phải nắm được cho cô các cái nhân tố tự nhiên, các cái nhân tố kinh tế xã hội nào có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp và ngành công nghiệp ở nước ta có cơ cấu như thế nào và gồm có những cái ngành công nghiệp trọng điểm nào cũng như ở nước ta có các cái trung tâm công nghiệp lớn nào các trung tâm công nghiệp lớn đó tập trung ở những cái vùng nào trong bảy vùng kinh tế của nước ta bây giờ chúng ta sẽ ôn lần lượt từng phần một nhé đầu tiên là nhân tố tự nhiên bao gồm các cái À, nhân tố như là đất nước khí hậu sinh vật và khoáng sản riêng đối với cái nhân tố khoáng sản à, thì các em cần lưu ý dùm cô đây là nhân tố quan trọng nhất trong các cái nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến à, sự à, đến phát triển à, cũng như là sự phân bố của à, các ngành công nghiệp với nhân tố khoáng sản này được chia ra làm bốn à, nhóm Nhóm thứ nhất đó là nhóm khoáng sản nhiên liệu như là than, dầu mỏ, khí đốt là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp hóa chất. Nhóm thứ hai đó là nhóm khoáng sản kim loại gồm sắt, mangan, rơm, thiết, chì, kẽm, đồng vân vân. đây là cơ sở để chúng ta có thể phát triển ngành công nghiệp luyện kim bao gồm luyện kim đen và luyện kim màu với nhóm khoáng sản thứ ba đó là phi kim loại như là apatit, birit, phosphorit à, đây là à, những cái khoáng sản là cơ sở để chúng ta phát triển ngành công nghiệp hóa chất và nhóm thứ tư đó là nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng à, gồm có xét à, các loại đá cát là cơ sở để chúng ta phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng và từ ngành công nghiệp à, vật liệu xây dựng này à, chúng ta có thể phát triển ngành xây dựng À, với cái nhân tố thứ nhất là khoáng sản ra thì cô cần nói đến cái nhân tố thứ hai đó là nguồn nước tức là sông ngòi ở nước ta nước ta có đặc điểm là mạng lưới sông ngòi rất là dày đặc và phần lớn các con sông ở nước ta có độ dốc lớn nên cái tiềm năng về thủy điện của sông suối nước ta rất là lớn à, đây là cơ sở để chúng ta phát triển ngành công nghiệp năng lượng chủ yếu đó là thủy điện À, bên cạnh đó các cái tài nguyên đất nước sinh vật và khí hậu là cơ sở để chúng ta phát triển mạnh các ngành nông lâm thủy sản và từ các ngành nông lâm thủy sản này à, đã cung cấp à, cái nguồn nguyên liệu dồi dào cho các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản ở nước ta phát triển đó là các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như là phân bố các ngành công nghiệp bên cạnh các nhân tố tự nhiên chúng ta còn có những cái nhân tố kinh tế xã hội khác như là nhân tố về dân cư và nguồn lao động nhân tố về cơ sở vật chất kỹ thuật cơ sở hạ tầng về các nhân tố các chính sách công nghiệp và nhân tố thứ tư đó là nhân tố thị trường với sản xuất công nghiệp thì các nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội thì nhân tố kinh tế xã hội đóng vai trò quan trọng nhất trong đó đóng cái vai trò chiến lược đó là các chính sách phát triển ngành kinh tế sau đây chúng ta sẽ theo dõi một cái sơ đồ về các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp các yếu tố đầu vào bao gồm có các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, nguồn lao động, vốn đầu tư và các cơ sở vật chất kỹ thuật. Còn các yếu tố đầu ra đó chính là thị trường bao gồm thị trường trong và ngoài nước có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. À, tiếp theo đây à, chúng ta sẽ ôn tập tiếp về các ngành công nghiệp trọng điểm, trước khi nói đến ngành công nghiệp trọng điểm thì cô cũng nói lại phần cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta rất đa dạng bao gồm rất nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên nước ta đã hình thành nên những cái ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy những ngành công nghiệp trọng điểm nó có đặc điểm gì khác biệt với các ngành công nghiệp khác? Các ngành công nghiệp trọng điểm là các ngành công nghiệp phát triển dựa trên thế mạnh về điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta cũng như nguồn lao động dồi dào nhằm tạo ra một cái sản phẩm với khối lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và để xuất khẩu và cái ngành công nghiệp trọng điểm này chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp và nó thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. À, ngành công nghiệp trọng điểm thứ nhất đó là ngành khai thác nhiên liệu bao gồm khai thác than và khai thác dầu khí à, với cái ngành công nghiệp trọng điểm à, thứ nhất này à, cô à, yêu cầu các em cần phải nắm rõ à, nước ta than có nhiều ở những tỉnh nào và tỉnh nào là có à, than nhiều nhất à, cũng như là à, ngành dầu khí nước ta phát triển tập trung chủ yếu ở tỉnh nào ở nước ta ngành công nghiệp trọng điểm thứ hai đó là ngành công nghiệp nhiệt điện và thủy điện chúng ta gọi chung là ngành công nghiệp điện với ngành công nghiệp điện này các em cần phải biết được là nước ta có những cái nhà máy thủy điện những cái nhà máy nhiệt điện nào thuộc tỉnh nào À, thuộc vùng nào à, thuộc miền nào ở nước ta kế đến à, đó là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm bao gồm 3 nhóm ngành đó là chế biến sản phẩm trồng trọt chế biến sản phẩm chăn nuôi và chế biến thủy sản à, ngành này các em cũng cần à, phải nắm được à, so với các cái ngành công nghiệp trọng điểm khác thì ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm này là phân bố rộng khắp à, các tỉnh trong cả nước nhưng mà phần lớn là tập trung à, chủ yếu vào các cái thành phố lớn à, như là Hà Nội, à, Thành phố Hồ Chí Minh, à, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ vân vân kế đến đó là ngành công nghiệp dệt may đây là ngành công nghiệp trọng điểm thứ tư được phát triển dựa trên thế mạnh nguồn lao động dồi dào và giá nhân công của Việt Nam rẻ hơn so với nước các nước khác và chính vì vậy mà đã thu hút được cái sự đầu tư của các nước ngoài. Cái đến đó là các ngành công nghiệp trọng điểm khác như là cơ khí điện tử, quá chất, công à, nghiệp vật liệu xây dựng. Nhưng mà với cái ngành à, công những cái ngành công nghiệp nặng khác này nè thì phần này chúng ta được giảm tải. Do đó các em chỉ tập trung vào bốn cái ngành công nghiệp trọng điểm à, đó là khai thác nhiên liệu, công nghiệp điện, công nghiệp chế biến lương thực và công nghiệp dệt may. Trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm này thì ngành công nghiệp à, chế biến lương thực thực phẩm là ngành à, chiếm tỷ trọng cao nhất trong sản xuất công nghiệp của nước ta bởi vì nước ta là nước nông nghiệp nên cái nguồn nguyên liệu từ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản rất là dồi dào và đây là một cái thế mạnh của nước ta để phát triển cái ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đó các em. Cái đến chúng ta sẽ ôn tập tiếp qua khu vực thứ ba là khu vực dịch vụ. À, với khu vực dịch vụ thì các em cần phải nắm được à, kỹ cái cơ cấu cũng như vai trò của ngành dịch vụ à, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ à, trong đó chúng ta cần à, nắm rõ một số những cái hoạt động dịch vụ tiêu biểu như giao thông vận tải thương mại và à, du lịch à, với cơ cấu của ngành dịch vụ thì cô sẽ ôn lại phần này một xíu cơ cấu ngành dịch vụ của nước ta được chia ra làm ba nhóm ngành lớn nhóm ngành thứ nhất đó là dịch vụ tiêu dùng nhóm ngành thứ hai đó là dịch vụ sản xuất và nhóm ngành thứ ba là dịch vụ công cộng với nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng bao gồm các ngành như là thương nghiệp dịch vụ sửa chữa nhà hàng khách sạn dịch vụ cá nhân và dịch vụ công cộng với nhóm ngành dịch vụ sản xuất bao gồm có giao thông vận tải buôn chính viễn thông tài chính tín dụng và kinh doanh tài sản và tư vấn và nhóm ngành thứ ba đó là dịch vụ công cộng bao gồm các cái nhóm ngành như là khoa học công nghệ giáo dục y tế thể thao quản lý nhà nước đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc đó chính là cơ cấu của ngành dịch vụ nước ta khi nền kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng À, và cái ngành dịch vụ của nước ta à, phân bố không đồng đều phần lớn là tập trung ở, ở các cái thành phố lớn các cái đô thị lớn à, còn nơi thưa thường là vùng núi và tây nguyên à, mà chủ yếu đó là tây nguyên kế đến đó là trung du miền núi bắc bộ à, chúng ta sẽ tìm hiểu một số ngành dịch vụ tiêu biểu như là hoạt động giao thông vận tải. Giao thông vận tải gồm có 6 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt đường sông đường thủy à, cô xin lỗi là đường biển à, đường hàng không à, và đường ống à, trong các loại hình giao thông vận tải à, mỗi một loại hình giao thông nó có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng à, của nó tuy nhiên trong sáu loại hình giao thông này thì đường bộ à, được xem là một cái loại hình giao thông quan trọng vận chuyển được nhiều hàng hóa và hành khách nhất ở nước ta và cái hoạt động à, dịch vụ đường giao thông vận tải đường bộ này nè nó chiếm cái khối lượng hàng hóa vận chuyển nhiều nhất trong các cái phương tiện giao thông vận tải khác và cái loại hình giao thông này có một cái ưu điểm là cái chi phí vận chuyển hàng hóa tương đối rẻ, chi phí đầu tư thì tương đối thấp và đặc biệt là đây là loại hình vận tải cơ động nhất có thể hoạt động len lỏi trên các cái dạng địa hình từ vùng đồng bằng trung du cho đến miền núi. Đây là một cái loại hình giao thông quan trọng nha các em nhé tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập tiếp về phần thương mại thương mại gồm hai hoạt động đó là nội thương và ngoại thương nội thương là hoạt động buôn bán trao đổi trong nước còn ngoại thương là hoạt động trao đổi buôn bán giữa nước ta với nước ngoài vậy thì với ngành ngoại thương thì chúng ta thường bán cho các nước ngoài các nước bạn với những cái mặt hàng nào đó chính là những cái mặt hàng về các cái sản phẩm của các ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản khoáng sản và các cái sản phẩm của ngành công nghiệp may mặc đó là ngành dịch may hoặc là các cái ngành chế biến gỗ vân vân và chúng ta nhập lại chúng ta nhập lại những cái mặt hàng nào đó là máy móc thiết bị các cái hàng tiêu dùng cao cấp vậy thì nước ta hiện nay buôn bán với lại những cái khu vực nào nhiều nhất trên thế giới đó là khu vực châu á thái bình dương à tiếp đến đó là thị trường châu Âu và Bắc Mỹ cô nhắc lại hiện nay nước ta buôn bán nhiều với những cái khu vực nào trên thế giới thứ nhất đó là khu vực Châu Á Thái Bình Dương khu vực Châu Âu và khu vực Bắc Mỹ với cái khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì bao gồm các nước như là Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan, Australia, các nước trong khối ASEAN và Hồng Kông vân vân. Chúng ta tại sao lại buôn bán với cái thị trường châu Á Thái Bình Dương là nhiều nhất? trong các cái khu vực thị trường khác là bởi vì thứ nhất là vị trí địa lý gần với lại nước ta nên chúng ta thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Thứ hai là thị hiếu tiêu dùng của các nước này nó tương đồng với lại Việt Nam và hầu như phần lớn các nước trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương đặc biệt là khối ASEAN những cái nước này cái cái về cái chất lượng hàng hóa, cái tiêu chuẩn hàng hóa họ đòi hỏi không cao như những nước khác ở châu Âu và Bắc Mỹ. Do đó hàng hóa của nước ta dễ lưu thông với các nước này. Tiếp theo là nói về nội thương. Nội thương thì cái hoạt động buôn bán ở nước ta diễn ra sôi nổi rất À, rất là à, sôi nổi, rất là tấp nập hay nói cách khác là phát triển mạnh, nhưng mà phân bố không đồng đều giữa các vùng như khi nãy cô nói là tập trung phần lớn là à, ở các cái đô thị lớn, à, các cái thành phố lớn à, và à, chủ yếu đó là à, vùng Đông Nam Bộ, à, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, à, vùng Đồng bằng sông Hồng trong đó có Hà Nội, à, còn thưa thớt phát triển chậm ở những cái vùng thư dân như là Tây Nguyên và Trung Du miền núi Bắc Bộ. Và cô nhắc lại cái hoạt động dịch vụ thường tập trung vào những cái đô thị lớn mà hai cái trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta đó chính là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bây giờ chúng ta qua đến cái khu vực dịch vụ, cô xin lỗi là À, dịch vụ du lịch à, với cái dịch phụ du lịch chúng ta có hai nguồn tài nguyên đó là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nguồn du lịch nhân văn với nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên thì chúng ta gồm có phong cảnh đẹp bãi tắm đẹp khí hậu tốt và các cái vườn quốc gia đẹp còn với tài nguyên du lịch nhân văn thì chúng ta có rất nhiều những cái công trình kiến trúc những cái di tích lịch sử lễ hội truyền thống và làng nghề truyền thống với ngành du lịch thì các em cần phải kể được mỗi một cái tài nguyên du lịch ví dụ như phong cảnh đẹp thì các em phải kể được cho cô bốn cái địa điểm ví dụ như là Sa Pa nè, Vịnh Hạ Long nè, rồi ở Ba Vì hay là ở Đà Lạt vân vân. Còn bãi tắm thì chúng ta có rất nhiều những cái bãi tắm nổi tiếng từ Bắc tới Nam tương tự như vậy các cái di tích lịch sử các em cũng phải kể được các em cũng phải nắm được à, cho cô ít nhất là mỗi một cái tài nguyên du lịch à, tự nhiên và nhân văn à, ít nhất là bốn tài nguyên à, về nội dung lý thuyết thì nãy giờ cô đã ôn tập cho các em à, các nội dung trọng tâm đó là về kinh tế rồi. bây giờ chúng ta qua cái phần kỹ năng. Phần kỹ năng chúng ta có hai kỹ năng. Thứ nhất là đọc tập bản đồ, thứ hai đó là vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Vậy phần đọc tập bản đồ trọng tâm sẽ rơi vào trang số 13, 14, 15 và 17 ở trong tập bản đồ của các em với trang 13 chúng ta sẽ kể tên các cái trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta và trong mỗi trung tâm có các ngành công nghiệp tiêu biểu nào với trang 14 hãy kể tên các nhà máy điện bao gồm các nhà máy thủy điện và nhiệt điện ở nước ta với trang 15 kem kể tên các cái cảng biển ở nước ta và với trang 17 là kể tên các bãi tắm đẹp nổi tiếng ở nước ta các em lưu ý khi chúng ta đọc tập bản đồ chúng ta lưu ý chúng ta đọc từ trên xuống tức là từ bắc tới nam chúng ta đọc hết có những cái trung tâm công nghiệp lớn nào hay các nhà máy thủy điện lớn nào à, nhiệt điện lớn nào thì chúng ta đọc ra ha rồi bây giờ um, chúng ta qua đến một cái kỹ năng thứ hai đó là vẽ biểu đồ và nêu nhận xét từ đầu năm đến bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái bài tập vẽ biểu đồ biểu đồ đường nè biểu đồ cột chồng nè biểu đồ tròn và biểu đồ miền với các cái biểu đồ đó thì cô sẽ giới hạn lại cho các em đó là hoặc là chúng ta vẽ biểu đồ tròn hoặc là chúng ta vẽ biểu đồ đường ở cái bài tập mà À, thực hành ở bài thực hành số 10 như vậy à, với cái nội dung ôn tập để chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa học kỳ thì các em sẽ ôn tập từ bài 10 cho đến bài 15 cho cô với những nội dung mà nãy giờ cô đã à, đã đã ôn tập cho các em à, và các em sẽ làm bài kiểm tra giữa học kỳ vào tuần 10 à, với thời gian là 45 phút à, Chúc các em học bài và làm bài tốt cô chào các em